Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục sư ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Thân ái kính chào toàn thể ông bà, anh chị em. Chúng ta vừa mới trải qua cái lễ độc lập July 4. Rồi bây giờ trở lại bình thường để cho mọi người cùng làm việc. Nhưng mà tôi cùng người bạn, người học trò Andrew Nguyễn, anh là một người già, một người trẻ đang bắt đầu nghĩ đến quê hương. Và trong lịch sử của người Do Thái, có một cái trường hợp rất là đặc biệt về một người tha hương hướng về quê hương một cái rất là cụ thể. Và cho đến ngày hôm nay thì cái bài học này nó vẫn là bài học về lịch sử, bài học về lãnh đạo được sử dụng khắp nơi trên thế giới. Đó là câu chuyện cuộc đời của một nhà chính trị tên là Nehemiah. Ông làm việc và đã đạt được rất là thành công, được tín nhiệm trong một cái đế quốc, và ông được đạt được một cái địa vị rất là thân tín với chính nhà vua của đế quốc đó. Câu chuyện đó là câu chuyện của Nehemiah. Hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng đọc để ông bạn chịu nghe cái đoạn thứ nhất của sách Nehemiah, để chúng ta nhìn xem, suy nghĩ về cái bối cảnh về cái người tha hương đối với quê hương. Lời của Nehemi con trai Hakalia năm thứ 20 nhằm tháng Kitler. Sải khi tôi đương ở tại Kinh Đô Susa, có một người trong anh em của tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: ôi Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy nói đến và lỗ tai của Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này hàng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tới Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tới Chúa rằng: nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc,
Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo cái điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Và chúng là các tôi tớ và nhân sự của Chúa mà Chúa đã kể quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Chúa và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Và bây giờ tôi làm quan tửu chánh của vua. Đó là bản dịch tiếng Việt Nehemi chương thứ nhất. Bây giờ ông bạn cũng sẽ nghe, Andrew Nguyễn sẽ đọc bằng tiếng Anh. Sau khi nghe đọc xong thì chúng ta sẽ bình luận về đoạn kinh thánh này. Dạ, yeah, Andrew xin chào quý khán giả trên đài radio và xin phép Andrew sẽ đọc trong đoạn Nehemiah 1:1, chapter 1, verse 1. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susha, Hanani, one of my brothers came from Judah with some other men. And I questioned them about the Jewish remnants that survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For many days I mourn and fast and pray before the God of heaven. Then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his command. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you have gave your servant Moses. Remember the instructions you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the furthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I've chosen as a dwelling for my name. They are your servants and your people whom you redeem by your great strength and your mighty hand. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Hay lắm là chúng ta đã nghe đọc sách Nehemi chương thứ nhất. Nehemi cũng giống như người Việt tha hương. Ông sống nơi xứ lạ quê người và bằng cái nỗ lực của dân tộc, bằng cái sự thông minh của cá nhân mà do Chúa Trời ban cho ông đã đạt được đến một cái địa vị rất cao ở trong đế quốc và là người cố vấn thân cận của nhà vua lúc bấy giờ. Và vì sống trong dưới sự cai trị của nhà vua thì ông vẫn còn nhớ đến quê hương của mình, lúc bấy giờ vẫn ở dưới quyền cai trị của một nhà vua mà đang cai trị cái đế quốc thời bấy giờ. Và như là một người tha hương thì Nehemi nhớ về quê hương và ông theo dõi tình hình. Và đây là điểm mà tôi muốn dừng lại để thưa với ông anh chị em cũng như Andrew là chúng ta nên học cái bài học gì. Ông Nehemi ông có ra khỏi quê hương rồi là quên hết hoặc là bỏ bê hay là không còn nghĩ đến cái quê hương cũ của mình, nơi chôn nhau cái rốn của mình, và khi đã ra khỏi nước rồi thì cứ xây dựng cuộc đời của mình mà không còn nghĩ đến quê hương nơi mà chúng ta đã sinh ra để chào đời. Thì trong trường hợp này thì Andrew thấy có thể áp dụng được cái gì không? Bài học thứ nhất mà áp dụng ở đây là Nehemi đã làm gì? Con thấy vài điều, con thấy là
nếu mà mục sư nhìn lại về Việt Nam, của người dân tộc Việt Nam mình ra khỏi nước, thì trước nhất là ông thương xót dân của ông. Khi ông nghe tin của đồng bào của ông thành Jerusalem bị tan vỡ, có người sống, có người chết, ông lập tức là ông có cái lòng thương xót. Tuy là ông không ở nơi đó, nhưng mà ông thương xót. Rồi cái ông cầu nguyện, ông fast là ông nhịn, nhịn ăn cầu nguyện, ông đến với Chúa. Thì cái điều đó là nhắc nhở chúng ta, mình đến nơi Chúa khi mà mình nghĩ mình quê hương của mình là gì. Tuy là mình sống ở Mỹ, quê hương của mình luôn luôn là người Việt Nam, dân tộc mình là người Việt Nam, gia tộc, dân tộc. Nên mình mà thấy được cái sự đang sự khó khăn ở Việt Nam, thứ nhất là mình cũng phải có một cái lòng thương xót. Mình nhìn thấy đây là cái lòng thương xót của ông. Điều thứ nhì nữa là con thấy đây là ông muốn đi về lại để góp một phần trong cái sự cứu người của dân ông. Rồi ông xin phép Chúa cho ông có quyền, có cái sự sức mạnh để làm việc đó. Nên lập tức là ông thấy là ông phải góp phần đi về cứu dân ông và giúp đỡ dân ông. Nào, điều đó là con thấy được. Tôi nhìn thấy ở đây những điều mà Andrew nói thì rất là đúng, rất là hay. Mình có thể tìm ra cái bài học. Thứ nhất là ông Nehemi theo dõi tình hình trong nước, và khi có cơ hội thì ông hỏi ở trong nước như thế nào. Thì cái người anh em ruột của ông á, mà có dịp đến nhà của ông thì ông hỏi tiếp quê hương như thế nào. Và người anh nói rằng tội nghiệp lắm, là chúng ta không còn được bảo vệ nữa. Ngày xưa dân chúng ở trong một cái thành phố thì họ nhờ vách thành ấy mà bảo vệ, và đời sống chỉ có thể yên tâm là được bảo vệ bởi cái vách thành, rồi có người canh giữ. Nhưng mà bây giờ thì Jerusalem, một cái thủ đô của đất nước, bị rơi vào tay của những người không phải là dân chúng ở đó sinh sống nữa, cho nên thành phố là không được bảo vệ, và vì vậy thì không biết tương lai như thế nào. Chính vì vậy mà Andrew nhớ là ông Nehemi đã quyết định. Nhưng mà trước khi ông quyết định á, thì ông bắt đầu ông khóc, rồi ông mấy ngày cư tang, có nghĩa là mấy ngày ngồi đó suy nghĩ, và ông bắt đầu cầu nguyện. Thì đây là một cái gương để hết thảy chúng ta, bởi vì chúng ta làm một công việc lớn và khó đó, không phải là nói là làm được. Chúng ta cũng nghĩ rằng dù chúng ta có tài năng bao nhiêu đi nữa thì chúng ta phải, tôi gọi là mình phải nhờ trời thôi, chứ không thể nhờ sức của mình được. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải suy Con thấy có nghĩ. một điều nữa con muốn thêm đây mục sư, là con nhìn thấy kinh đoạn kinh thánh câu số 7, là con thấy trước khi trong cái sự cầu nguyện ông đến giải hòa với Chúa cho ổng và dân tộc của ông. Hay quá. Nè, cái chỗ này con để con xin phép đọc lại bằng tiếng Anh. Ổng confess the sins we ổng đại diện cho cả dân tộc của ông, including myself và nhà của cha tôi, Đúng rồi. have committed against you. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decree and laws you gave. Con đọc qua Kinh Thánh lần thứ nhì ở đoạn này, con nhìn thấy là chúng ta phải giải hòa với Chúa. Khi ông nghe cái thương xót của dân tộc, gia tộc của ông phải nhớ đến cái sự tội lỗi hay là cái gì đó, ông phải đứng đại diện, ông cầu nguyện với Chúa. Không phải chỉ có riêng nhà ông hay là ông cầu nguyện cả gia tộc của ông, dân tộc của ông đến với Chúa, xin ăn năn với Chúa để được có một cái sự giải hòa. Và ông nói đây thêm nữa là cái sự hứa của Chúa: If you are unfaithful, I will scatter you among nations, but if you return to me and obey my command, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them. Con nhớ đây là như là mình, nếu mà mình nhìn thấy Việt Nam mình đang được, đang 90% của dân tộc mình ở Việt Nam chưa tin Chúa, thì không sao, trong lời hứa của Chúa đây là
Chỉ có mình người tha hương, người đã đến với Chúa, mình chỉ cầu xin Chúa, mình ăn năn với Chúa, Chúa sẽ đem cái sự phước cho người của mình. Đó là bài học. Tuy là đã exile, exile là bị xa ngã hay xa Lâu cách, đài. lâu đời, Chúa sẽ nhớ đến. Còn nếu mà mình không ăn năn mà không có chịu trung tín, obey, chữ giờ b này cũng rất Vâng quan lời. trọng này, vâng lời, thì Chúa sẽ nói gì? I will scatter them among the nation, cũng cứ cho nó đi lạc luôn, là hư mất đời đời. Đó, còn thấy được cái bài học thêm nữa là soi sáng thêm cái trong cái bài học này là mình phải giải hòa với Chúa, và giống y một cái hội nghị mình mới tổ chức tuần vừa rồi, một sự rất là phương pháp đây cũng nhìn thấy được. Hay lắm. Đây là sự phát hiện áp dụng cho đời sống của mình. Mình phải cầu nguyện với tư cách như một người dân nước Việt hoặc là một gia đình của người Việt, là những người bà con của mình cũng phải dính líu vào đó, bởi vì đây là cái kế hoạch của Chúa để cứu quê hương, là cứu gia đình, gia tộc và dân tộc của chúng ta. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu đoạn kinh thánh này và áp dụng. Cảm ơn Chúa vì cơ hội. Xin hẹn quý vị vào dịp sau. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về vai trò của người quê hương, người tha hương đối với quê hương. Xin chân thành cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhau lại trong những cơ hội khác. Tuy nhiên, nếu ông bạn chị em muốn tìm hiểu thêm thì Andrew có thể cho biết, để ngay cả những người cùng lứa tuổi hay là những người trẻ mà muốn gặp Andrew để nói chuyện qua điện thoại thì có thể cho biết số điện thoại không? Quý vị, ông bà anh chị em nào muốn liên lạc và tâm tình với Andrew, hay là có thắc mắc nên hỏi điều gì về cái trải nghiệm, thì liên lạc với Andrew qua số điện thoại 832 798 5909, 832 798 5909. Và cảm ơn Andrew. Chính bản thân của tôi thì cũng được ơn của Chúa ban, cho nên ông bạn chị em có thể theo dõi những đề tài rất là quan trọng về nan đề và giải pháp, hay là về hướng đi của cuộc đời qua tờ báo Hướng Đi mà chúng tôi phát hành 4 tháng một lần, tức là mỗi năm 4 lần, trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và nếu ông bạn chị em muốn đọc những cuốn sách thì có thể liên lạc với tôi, một sư Nguyễn Văn Huệ, bởi vì chúng tôi cũng ước ao là tóm gọn nhiều vấn đề qua những cuốn sách để những người ham học, ham đọc, ham viết có thể đọc. Thì có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 469 493 2307, hoặc là đặt sang hướng đi gmail.com. Xin trân trọng kính chúc ông bạn chị em bình an, và tôi hy vọng và cầu nguyện Đức Chúa Trời đổi mới đời sống và tâm linh của ông bạn anh chị em. Xin kính chúc bình an. Chặng đường đi qua, con muốn dâng lên lời tạ ơn Ngài. Những lúc nhìn lại đời mình đã qua, với tháng ngày dài dù nhiều đắng cay, những ơn Cha hằng dịu ngọt lòng con. Chúa dịu dàng thì thầm bên ta, ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, có Chúa đồng hành lòng con xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa
điều con trong ân thương xót cao sao tuyệt vời. Tháng tháng ngày ngày dần dần trôi qua, bao lối quen co gặp ghen trong đời đã giúp đời mình càng gần Chúa hơn, biết em đoàn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăm sóc đời con. Dịu dàng thì thầm bên ta, ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, có Chúa đồng hành lòng con xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa qua từng nẻo đàng. Những hoạn nạn trong gai, những khúc quan trong đời, Ngài đã dìu con trong ân thương xót cao sâu tuyệt vời. Tháng tháng ngày ngày dần dần trôi qua, bao lối quen co gặp gần trong đời đã giúp đời mình càng gần Chúa hơn, biết em đòn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn dắt đời con, đời mình càng gần Chúa hơn, biết em đòn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn dắt đời con. Kính mời quý vị lắng nghe và dự phần với đoàn truyền giáo quê hương. Chúng tôi đào tạo và sai phái các giáo sĩ với phương châm bởi người Việt, với người Việt, vì người Việt, từ người đến người, từ nhà đến nhà, từ dân tộc đến dân tộc. Chúng tôi đang truyền giáo cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tham gia các chuyến đi truyền giáo quê hương, phân phối sách báo Tin Lành, gửi tặng đặc sang hướng đi, vận động tài chánh và trực tiếp xây dựng phòng vệ sinh, khoan giếng, cứu trợ. Nhân sự hiện có: trưởng đoàn, mục sư giáo sĩ Nguyễn Văn Huệ, cùng các cộng sự viên, Phùng Tị, lo khoan giếng, làm phòng vệ sinh, mua tặng mùng mền, trị rắn độc. Đinh Văn Thắng, lo chứng đạo, dạy kinh thánh, mở hội thánh mới. Puy Nấu, lo chứng đạo, dạy kinh thánh, mở hội thánh mới. Nguyễn Thị Tuyết Mai, lo dạy may, dạy kinh thánh cho các nhóm phụ nữ. Đỗ Thúy Ngân, đồng hành cùng mẹ và bé, giúp các bà mẹ mang thai và nuôi bé mồ côi. Thạch Phứng, lo truyền giáo cho người Khmer ở Sóc Trăng. Phụ giúp hành chính, cô Lê Nhi Na ở Georgia, Hoa Kỳ. Phụ giúp phiên dịch, có cô Vân Anh ở Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi tin quyết như lời Chúa phán dạy, Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân
Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Quý vị có thể liên lạc, dâng hiến, gửi check qua hướng đi The Way of Vietnamese Family of Faith, P.O. Box 570214, Dallas, Texas, USA, hoặc chuyển ngân trực tiếp qua Zelle 469-493-2307. Thương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên, thương đi tôi trọn rồi. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, toàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi.